Hello anh em, mình là Hoàng Phúc từ HPphotoshop.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta tìm những cái nguồn, chúng ta tải những cái ảnh raw, ảnh stock để chúng ta có thể thực hành. Ví dụ các bạn thử blend màu hay là bla bla kiểu thế. Rồi, nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình, đừng quên kéo chút xíu, nhớ subscribe, đăng ký và ok, chúng ta vô video nhé. Cái kênh đầu tiên mà mình muốn hướng dẫn cho anh em á, muốn chia sẻ cho anh em á là trang web WeSaturate đây, chữ này nè, đó .com hay WeSaturate.com. Ở trong này á thì anh em có thể tìm được những cái file raw mà người ta chia sẻ miễn phí từ khắp nơi trên thế giới luôn. Tất nhiên là để tìm được những nguồn file raw như vậy nó cực kỳ hiếm, đa số là share cho anh em file JPEG thôi. Cho nên là nó sẽ rất khó tìm được cái website nào chia sẻ. Thì đây có một website mình tìm được, đó là WeSaturate, không tính những cái forum nước ngoài nhé. Thì chúng ta có cái trang web này WeSaturate. Ở đây á, thì sẽ có rất là nhiều cái hình, anh em có thể tìm theo hình theo chủ đề. Ví dụ như là anh em mình hay tìm girl chẳng hạn, hết thì nó sẽ ra girl. Đó, khi anh em đưa chuột vô á, thì anh em sẽ thấy nó sẽ hiện lên là số line nè, định dạng raw và JPEG, có nghĩa là nếu nó có chữ raw và JPEG có nghĩa là cái này các bạn có thể tải được file raw và tải được file JPEG. Ví dụ như là mình muốn tải cái thôi mình đổi đi, landscape đó kiểu thế. Đây đó, mình sẽ tìm file raw. Đây có những cái file raw rất là đẹp nè, đó mình có thể bấm raw, bấm tải về, ngay lập tức nó sẽ tải cái file nép chúng ta về nè. Đấy, anh em có thể click vô, anh em biết ngay là cái thông số nó như thế nào, chụp bằng máy gì kiểu thế thì anh em có thể tải về nha. Thì cái nguồn rất là ok khi mà anh em có thể chia sẻ được những cái bức hình raw của mình lên trên này nữa. Ví dụ như là đây cái tài khoản của mình đi, thì mình up thử hai hình lên, thì mình đang có kết quả là up cả file raw lên á, thì trong đó mình có 52.000 lượt view và 1024 lượt tải xuống kiểu thế, là cho hai cái bức hình mà mình up lên. Đây là có share file raw cho anh em luôn đó. Thì đó, coi như đây là một cái chỗ lưu cái hình của anh em đây cũng được. Và tất nhiên là mình cũng khuyến khích anh em có thể up lên, ngoài việc anh em up lên những cái group, đó là những cái nguồn như sau nè. Thì đó là nguồn thứ nhất ha, cái web WeSaturate. Cái cách thứ hai á thì ở trên quảng cáo tí xíu, mình đã có những bộ preset blend màu ở trên kênh trên HPphotoshop.com. Anh em có thể lên trên HPphotoshop để anh em tham khảo cái bộ preset phục vụ cho nhu cầu chỉnh ảnh cao cấp của anh em. Ví dụ như là anh em muốn chỉnh cho nó nhanh nhưng mà màu nó muốn đẹp á, thì những cái preset anh em tìm tải miễn phí nó chắc chắn không bao giờ bằng được những cái bức hình, những cái preset mà mình tinh chỉnh sẵn cho anh em, bởi vì cách dùng nó sẽ dễ hơn là nhiều. Ok, rồi quay lại cái cách thứ hai, cái kênh thứ hai để chúng ta tìm được những cái nguồn ảnh raw miễn phí á, đó là lên những cái group Facebook. Những group không phải group nào cũng có, mình cũng muốn chia sẻ cho em một vài group. Ví dụ như là group blend màu nè. Đó, thì trong này sẽ có những cái mà người ta chia sẻ file raw cho anh em. Thì cái cách để em ta tải á, anh em sẽ click vào ngay cái phần mà tìm kiếm trong nhóm này á, anh có thể tải bằng hai keyword, chủ yếu là hai keyword chính, đó là link stock. Đó, anh em gõ chữ link stock vô enter thì nó sẽ lọc ra link, những cái mà có link stock cho anh em. Tuy nhiên có một vấn đề, những cái link như thế này á, ví dụ như là nó link xưa quá thì nhiều khi nó không có tác dụng nữa, cho nên là anh em có thể lọc ra là cái ngày đăng anh sẽ để là 2019 chẳng hạn thế, để chúng ta để có những cái link nó mới nhất. Ví dụ như là mình thích cái link đây, ví dụ hình này mình cảm thấy hình này khá đẹp nè, đó của Sa Design nè. Một cái lưu ý là khi anh em tải cái stock như vậy thì nhớ để lại cái tên anh em muốn up lên, chúng ta chỉnh xong á thì anh em có thể để lại cái tên của người chụp nhá, để nguồn cho người ta, chứ đừng có up lên làm như kiểu của mình chụp thì nó kỳ lắm. Đó, ví dụ như là stock là chẳng hạn vậy. Đó là những cái file đó này thì nó ra ngay lập tức cái cách để mà tải luôn, nó khá là hay. Ngoài cái group này ra thì một vài group khác mình cũng thường xuyên mình tìm, ví dụ như là top blend and retouch nè. Đâu rồi mình sẽ back lại. Mình sẽ để cái list đó ở ngay dưới cái phần description, phần mô tả cho anh em nhé. Ví dụ như là mình qua một cái kênh khác, đó là top blend and retouch nè. Rồi, keyword hồi nãy là link stock rồi đúng không? Hồi nãy là link stock ha. Thì một cái keyword khác đó là các bạn sẽ để là write.google com, enter cái thì nó cũng sẽ ra cái link. Ở đây không chỉ có link stock mà có thể có cả link của typography nè, những cái chữ làm sẵn á, rồi link action, link preset, chia sẻ miễn phí à, thế bla bla, anh em có thể search. Thì đây ví dụ như là cái này có người chia sẻ đó, như ở đây những cái hình này khá là đẹp nè. Đó. Thì đây là có share stock của cái file này đó, file raw này, có kèm cả preset của những cái hình đó luôn. Cho nên rất là tiện. Thì đó là hai cách ha. Mình nhắc lại ngắn gọn này. Đầu tiên á là website WeSaturate.com. Ở trên này anh em có thể chọn những cái hình mà nó có cái chữ raw như thế này, em click ngay lập tức nó sẽ tải xuống miễn phí hoàn toàn luôn. Rồi cách thứ hai là anh em vô những cái group, list group mình có để ở dưới phần comment hoặc là phần mô tả. Thì vô đó anh em sẽ search ở trong cái list, ở trong cái group của họ, hai cái keyword mình thường xuyên sử dụng nhất, đó là link stock và cái keyword thứ hai là write.google.com để anh em dễ tải nhất, hoặc là fc.com, fc.net gì đó. Thì đó là hai cách ngắn gọn như thế để anh em có thể tìm được những cái stock để chúng ta sử dụng. Những cái hình stock như vậy, file raw á, thì nó sẽ cho anh em cái khoảng tùy chỉnh cao nhất, chất lượng tốt nhất có thể. Và một cái lưu ý là khi anh em tải những cái hình trên những cái nguồn như vậy á, thì nhớ để nguồn người chụp nha. Ví dụ như là stock của Sa Design để anh em để là photo Sa Design, còn retouch là tên anh em chẳng hạn thế. Thì đó là toàn bộ về video này, chia sẻ ngắn gọn như vậy thôi. Thì nếu như đây là lần đầu em đến với kênh của mình, đừng quên kéo số xin nhấn nút subscribe, đăng ký và chia sẻ cho bạn bè của mình cùng biết về kênh của mình nhé. Ok, bye bye anh em. Mình sẽ gặp lại các bạn vào video sau. Bye bye.